Bây giờ thầy ngồi thầy nhìn vào cái đời của thầy để mà thầy thấy hơi thê thảm. Là vậy sao? Vì nhiều khi đấy có nhiều người họ tới để họ nghe, để họ 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 chửi mắng mình, họ tìm lỗi của mình, họ nói có thể mình giảng sai chỗ nào để họ tìm lỗi, để họ bắt bắt cái gì đó mình gọi là bắt bẻ mình. Chứ mình ngồi cái đó bởi vì thầy sao mà? Tại vì thầy không có tu kiểu đó nữa, thầy không có tán thán chư Phật đủ đấy bạn. Mà nhiều khi thầy đi tìm lỗi lầm người ta, nói xấu người ta nhiều quá rồi, bây giờ tự nhiên mình vô cái người họ tới ngồi nghe đó, thì có người thì họ thật sự là họ nghe đạo lý, nhưng mà có người thì giống như là mình nhân quả trả qua trả về, họ tới để mà họ phải làm công chuyện đó để mà cái kết quả, cái nhân quả của thầy sẽ được viên mãn. Tức là hồi xưa thầy nói xấu người ta thì bây giờ phải có người nói xấu lại chứ, cách gì mà trốn được. Nhiều khi là có những cái đệ tử là ôi thầy người này họ họ phê bình thầy này, để con tới con đấu lại, nhưng mà không phải. Sở dĩ người ta phê bình, người ta nói xấu mình là bởi vì ông thầy, bản thân ông đó, ông không ông hồi xưa ông nói xấu người ta biết. Thành ra bây giờ đó, lúc mà thầy quy y và sư phụ thầy đó, các bạn biết ông nói một câu đó mà chí lý dễ sợ, mà làm cho thầy khóc. Thầy khóc thì nước mắt nó chảy ra. Ông nói như vậy nè: con làm đệ tử của ta, nếu mà con nghe những người nào đó mà phê bình ta đó, con im lặng. Nếu con nghe những người nào mà khen người ta, con giữ im lặng. Nếu con nghe những người nào mà phá hại ta đó, con cũng im lặng. Con nên ghi nhận đó là cái nhân quả của chính ta. Ta không cần con binh vực, ta cần con sáng suốt. Đó là năm thầy 20 tuổi, năm thầy mà đi xuất gia với ông thì thầy nghe câu đó ông nói chí lý quá sức, và thầy rất là cảm ơn cái câu đó. Bây giờ bảy cái nơi đó là bảy cái chỗ nào? Thì bảy cái chỗ đó đó, thứ nhất là cái Bồ Đề đạo tràng. Thì bây giờ bạn đang ngồi, bạn quay thấy Đức Phật đang ngồi với cái cây Bồ Đề này đó. Thì mình tàm cây này vẽ cho nghệ thuật thôi, cho cây Bồ Đề là tàng là bự lắm bạn. Cái thứ hai đó là một cái chỗ là điện Phổ Quang Minh. Thì cái điện này là nó nằm ở phía đông của cái Bồ Đề đạo tràng. Thì tương truyền rằng cái chỗ đó là một cái chỗ mà thần thoại nghĩ trong đầu ra thôi, nhưng mà nó flat, nó nằm ở trên cái mặt đất và nằm trong cái vùng mà của nhân gian rất đông người. Và nó Phổ Quang Minh là cái quang minh, là cái ánh sáng ở đây cả. Cái phần thứ ba đó là cái cung trời Đao Lợi. Đao Lợi là cái cung trời ở đâu? Thầy nói cho bạn nghe, từ nói bạn nghe. Thứ tư đó là nằm ở nơi cái cung trời Dạ Ma. Bạn thấy cái tầng trời nó cao hơn chút này. Nếu mà cái Phổ Quang Minh điện nằm đây đó bạn em, cái điện nằm đây nè, đây là cái nhà đây điện nè. Đó. Nằm đây. Thì là phải đi lên núi, thiệt cao, cái núi nó cao đến như vậy này. Đó, cái núi này gọi là núi Tu Di. Thì cái cung trời Đao Lợi này là Tu Di này là nó có một cái nhà, một cái điện trên này, cái điện này của ông trời Đế Thích. Thì Đức Phật lên lên đây giảng. Rồi bây giờ cung trời mà Dạ Ma đó thì nó lơ lửng giữa bầu trời như vậy, nên là cái cung trời nó nằm ở giữa bầu trời, nằm lơ lửng như vậy. Và cái cung trời tiếp nữa đó bạn này là cung trời Đâu Xuất đó, là cái chỗ này là ai cũng biết cả, nó nằm trong cái vùng đó mà thật là đẹp đẽ vô cùng. Mà ai ở đây bạn? Đức Di Lặc Bồ Tát ở. Và cuối cùng cung trời Tha Hóa nó còn cao nữa đó. Thì những cung trời này đó mình gọi là lục dục thiên, cung trời của dục giới, cung trời của dục giới, hay là dục giới thiên, hay là dục giới thiên, tức là cung trời trong quả dục giới. Thì thưa các bạn này, cái cung trời mà Đao Lợi đó thì cái thân xác của con người mình đó, là vẫn còn các bạn. Cái cúng trời này ở Đao Lợi đấy là cái thân xác như người mình nó có, nhưng mà nó thanh hơn thôi. Cái cúng trời mà Dạ Ma đó thì các vị trời này đó họ không có thân xác này, họ là những cái hình bóng đó mà rất là nhẹ nhàng. Cúng trời Đâu Xuất thì còn nhẹ nhàng nữa, thân xác càng lên là càng nhẹ nhàng hơn. Và Tha Hóa này đó là ở giữa này là còn có cúng trời Hóa Lạc, còn cúng trời tên là Hóa Lạc, trên này là cúng trời Tha Hóa. Ở dưới này có cung gọi là Tứ Thiên Vương Thiên. Dưới này còn cung là Tứ Thiên Vương Thiên, cung trời Tứ Thiên Vương. Thế này mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì các bạn biết đó là cung trời thứ 6 này. Rồi cái chỗ thứ 7 đó là Quang Minh cuối cùng về lại cái chỗ rừng Thề Đa Lâm. Tức là nó có cái thứ tư đi bảy chỗ như vậy. Bạn nhớ cái này, bạn biến xuống bạn đem về nhà. Một đó là mình phải nghĩ tới cái quả
Khi mình trồng nhân, nghĩ tới cái quả, nghĩ tới hậu quả. Khi mình trồng nhân, khi mình làm, mình nói hay suy tư. Cho nên cái này rất là quan trọng. Và thứ hai đó, cái bậc thấy đó, cái nhân quả này đó, nó không phải là nó đưa lại cho người khác. Tự nhiên mình làm người ta chịu, không có đó ba. Mình làm mình chịu, mình làm mình chịu, chứ không ai chịu cả. Không ai chịu cả. Cho nên này, câu thứ hai đó, mình làm thì ai chịu? Mình làm thì mộ chịu. Đó. Chứ không cách gì mà chạy đâu khác cả. Do đó là mình phải nghĩ tới cái nhân quả cho thiệt tốt. Và cái câu mà mình nên học đó là mình gì bảo biết không? Cam tâm làm thì sao? Thì hoan hỷ chịu, vui vẻ chịu. Đó. Mà bác mà hoan hỷ làm thì sao bác? Thì cam tâm mà chịu. Con người của mình đó, nó giống như có cái vỏ đó bác. Cái vỏ nó dày lắm. Đây là cái bản ngã của mình nè. Thì nhiều khi mình nói là mặt dày. Thì nó cho nhiều lớp làm bạc, nó không vô không được nữa. Nhưng mà sẽ tới một lúc nào đó, nó có một cái người nào nói một cái câu gì đó, đó mà nó xuyên qua được mấy cái lớp này. Nó xuyên qua và tới được. Và tới được cái tâm của mình. Cái khó khăn đó là khi mà mình không có xuyên qua được đó, thì cái người này lúc nào họ cũng ác cả. Họ cũng dữ cả. Và họ đố kỵ cực kỳ. Họ ghen tuông, họ đố kỵ cực kỳ. Nhưng mà nếu đó, mà mình mà muốn làm như cái nhân nào, nhân quả mà nó cho thiệt hay đó, và mình không muốn cứ tạo thêm cái chuyện đấu tranh nữa đó, thì chỉ có một cách duy nhất thôi là mình làm sao mình cảm động được. Mình làm sao mình xuyên thủng được cái lớp vỏ dày của con người này. Mà cái bạc biết đó, mình nói cái lớp vỏ dày này, thì thật sự là con người mình, người nào có cái lớp này cả. Tại vì đó, mình không phát triển cái luân sao số 4, tức là cái phần mà tình thương này không khai mở được đó bạn. Thì thế nào đó, cái luân sao 1, 2, 3, tức là mấy cái phần mà dưới này, thế nào nó cũng rì mình, nó làm cho mình không thể khai mở được. Mà đó là một trong những cái chuyện mà quan trọng nhất của con đường tu. Và bây giờ khi mà mình nói tới cái cảnh giới của Phật đó bạn, mà thầy đề ra cái này đó, là bởi vì đó, khi mà Đức Phật đó, mà phóng cái hào quang đó, mà trở lại, nó giải thích đủ thứ chuyện, thiên hoa loạn trụy. Bây giờ mà trở về lại cái bằng chứng đó, là một cái chuyện mà cực kỳ độc đáo, một cái bài học mà cực kỳ độc đáo, là nói rằng đó, mình làm cái gì làm cái nhân quả là vẫn là mình. Mà do đó đó, nhiều khi đó mình đứng đây bằng này, mình thấy người này ác, người này dữ đó, rồi mình chém lại một dao, mình xách con dao bùa tà để mình chém lại một cái cho đã đời, cho đã sướng. Nhưng mà cái dao mình chém họ thì đi đâu bạn? Nó chạy đâu? Nó chạy đúng đấy cả, rồi về lại mình lại thôi, cho nó không đi đâu cả. Nó trở lại cái bài học mà Đức Phật nói ngay lúc đầu đó nè, cái hào quang đi ra đi về lại. Mà do đó bạn biết đó, dù tu định Phật rồi đó, mà ngài vẫn còn chú trọng là nhân quả. Tức là cái nhân quả đó là cái đạo luật này nó từ lúc đầu đến lúc cuối. Cho nên mình cũng nên ngồi mình suy nghĩ để cho mình làm sao đó, cái nhân của mình tạo ra đó, đừng có làm cho đưa tới cái quả mà mình phải buồn, phải khổ, phải đau. Mà thường thường đó, cái người làm cho mình đó, mà giữ dằn này nọ là vì mình gặp những anh chàng này hay là những cô nương này, gặp những cái thím mà giữ dằn mà đánh đá như vậy, mình thấy mình đánh đá thêm bao chữ chắc ăn. Làm cho mình không đánh lại mình thì mình tức. À, họ nói một câu gì đó, họ chửi một câu hay là họ chọt một cái mình tức. Thế nên mình phải vạt dao mình quánh một chiêu. Chứ mình tưởng như vậy là mình ngon lắm, nhưng mà thật sự là đi đâu bạn, nó trở lại với mình thôi. Thế nó không hài gì đâu cả. Cho nên cái đó là một cái triết lý đó, mà nhẹ nhàng vô cùng. Và mình cũng không cần phải là học gì cho sâu xa cả. Mình thường thường mình ngồi mình suy nghĩ những cái chuyện mình làm từ nhỏ đến lớn như vậy nè. Bạn có thể nối lại những cái chấm đó, những cái điểm đó, mình gọi là connect the dots đó. Thì bạn thấy nhiều khi cái chuyện khổ của mình ngay bây giờ là bởi vì mình làm cái gì hồi xưa rồi. Mình không nhìn thấy được là vì mình sợ quá. Mình trốn nó, mình sợ quá. Cho nên lý do mà tại sao mà mình phải dùng cái phóng quang. Phóng quang là gì? Bưng nó ra để bên ngoài cho ai thấy cả. Bưng nó ra để thấy. Đem ra thấy rõ ràng rồi thì mình giải thoát. Cho nên các bạn biết đó, lý do mình chưa phóng quang được là vì mình có những cái điểm mà mình không thể nói ra được.
Tại sao nói ra không được? Tại mình không thấy nó. Tại sao mình không thấy nó? Nó điểm mù của mình. Mà điểm mù là cái gì? Ganh tì nè, đố kỵ nè, ghen ghét nè. Mình mấy cái chuyện nó nhỏ nhỏ như vậy thôi à. Không gì trơn nữa bạn. Mấy cái đặc tính mà nó giữ phải trống đó, mà nó không, không búng nó được. Mình không nói được, mình nói nó thì đâu còn hay nữa đâu. Nói nó không hay. Nhiều khi mình tức cái người này ghê lắm, nhưng mình có nói không bà? Không. Mình làm sao bà? Điện thoại nói người khác biết. Chứ mình không nói đụng mặt đó. Đụng mặt thì không nói, nhưng mà mình nói điện thoại khác, email, hay là nói với người nào đó. Mình sao cho mình quyết định không nói. Khổ là mình khổ về cho nên đó, là mình chỉ dồn dập những cái nhân đó để cho tới lúc một tối lúc nào đó thì nó nổ cái bung, nó càng mạnh vào người mình nữa. Mình đè bao nhiêu thì nó là càng mạnh bấy nhiêu. Chứ đó cái giải pháp duy nhất của cái bài học này đó, cái take home lesson này đó, là mình phải clear out cái số thứ ba này xin bạn biên sử dụng thầy nếu mà bạn muốn. Và take home lesson này là mình phải clear out cái nhân quả của mình, gọi là clear out cái chuỗi nhân quả. Clear out là cái gì? Clear out có nghĩa là mình thanh toán thì không đúng lắm, nhưng mình gọi là mình giải quyết cái chuỗi nhân quả ngay trong đời sống này. Đừng có chờ kịp sau bà. Đừng có chờ kịp sau. Bây giờ mình qua cái phẩm thứ hai, là cái hồi thứ hai này còn hay nữa. Cái hồi này đó là cái hồi Đức Phật không nhập tám muội, không nhập định. Ngài ngồi như người bình thường thôi đó. Và Ngài phóng hào quang từ hai lòng bằng chứng để mình nói cái pháp thập tín, là cái pháp mà căn bản của tu hành, không cần tu định lực. À, cái lòng tin là cái nguồn suối, là cội gốc của tu hành. Tức là bây giờ đó có một cái nhà khác đây. Bây giờ mình vẽ ra cái chùa này cho nó hay chút xíu. Thì đằng Ngài đang ngồi đây, bạc thấy các bạn đây, hào quang phóng ra đây nè. Hào quang cái đầu thôi. Nhưng mà Ngài đang ngồi đây. Và cái này gọi là phổ quang minh. Không có nhập định, nhưng mà Ngài phóng hào quang ra. Hào quang Ngài phóng ra túi bụi. Thì hào quang phóng ra chỗ nào bạn biết không? Cái bàn chân. Thì Ngài có hai cái bàn chân là đúng không? Đây. Tại sao mà Ngài phóng hào quang cái bàn chân phóng ra? Bây giờ đó, cái chỗ này thường thường người ta gọi là cái huyệt dụng tuyền. Cái huyệt dụng tuyền đó là cái huyệt mà người ta gọi là connect, nó nối liền với cái luân xa số 1. Là cái chỗ mà dụng tuyền, dụng là nó trồi lên, tuyền là cái suối. Cái chỗ mà nó cái ngọn nguồn của cái dòng suối nó trồi lên, nó bay lên. Thì cái chỗ này là cái chỗ hào quang nó phóng ra cực kỳ. Nhưng mà nếu mỗi ngày đó mà bạn có thể tìm được một cái chỗ mà là dấu kín mà không ai thấy được, cái chỗ bí mật nhất của các bạn, thì bạn sẽ rất ngạc nhiên. Cái chỗ đó là cái gì? Cái chỗ mình có thể lắng nghe được cái tâm mình, cái chỗ mà im lặng sâu thẳm của con người mình, cái chỗ mà mình không hề muốn lật ra ngoài. Thường thường là mình muốn đạp lên, mình muốn lắng nghe, mình chạy ra ngoài, mình gọi là mình hiểu đồng hiểu ngoài. Cái chỗ mình nhìn ra ngoài, chứ mình không phải nhìn vô trong. Bây giờ là mình chắc là phải đổi cái phương hướng, đổi cái chỗ mình không nhìn thấy được cái tự tâm này. Mình nhìn thấy cái bên ngoài, mình so sánh áo quần làm sao, shopping cái chuyện này như thế nào, tài năng người kia cỡ nào, mình như thế nào so sánh. Chứ mình ít có thấy được cái đẹp và cái mà nó giấu kín, cái mình đạp lên. Cái mình đạp lên nha bạc, chứ không phải là cái mà mình đưa tay lên như vậy. Cái mình đạp xuống, chứ không phải là cái mình đưa tay lên. Tại đó mình bắt đầu vào cái chỗ đó. Thì bây giờ đó, cái chữ mà gọi là cái chữ tín đó, cái cốt tủy của cái đường tu, cái cốt tủy đó, để dựa vào tu đó, vào mà tu. Cái chữ hai, cái cốt tủy để mình dựa vào mà tu là cái gì? Là cái lòng tin. Nhưng mà cái lòng tin này không phải đi tin vào Phật bác. Tin Phật thì chưa có hay. Tin vào cái gì? Tin vào cái bản tánh Phật. Tin vào cái bản tánh Phật của mình. Tin vào cái sự, cái bản tánh thanh tịnh của mình. Bạn tắm thầy việc chữ các bạn đọc được không? Cảm ơn các bạn.